cái nhỏ mới hạt đây này. Hạt ngô năm mươi mấy đây. Nhưng mà sao lại nhiều cỏ thế này? Giống nước ngoái của mình nhá. Tức là cái mà em mang về để khác, còn cái này là nó rụng tại đây thì em lấy luôn. À. Nên là mới không phát trước. Đây này, lên rồi. Ở đây cây à? Trồng thưa này thôi. Khoảng cách bao nhiêu không? Đây là mét rưỡi. Mét, 2 mét rưỡi. Ừ. Đây là mét rưỡi, 2 mét. Em làm cái lỗ ngày xưa đây này, đây này. Sau nó lên nó dày quá, phải phát hết đi. À. Đây khoảng cách 2 mét. Dày quá. 2 mét này hả cậu? Xong cho nó leo lên 2 mét. Đây anh làm cọc xi măng hết rồi. Cọc xi măng. Không cọc mày đổ. Cây hơi bé. Ừ. Nhưng mà cái lưới này nó xấu này, nó phải làm bằng hay là nó bị kiểu như... Nó nặng cái quá. Này cái này là nặng quá thôi chị ơi, đây xem cái trên kia họ mới làm kìa. Nhưng mà đấy là tre, nhưng mà nói trước các chị nhá, cái kia là họ dựng bằng cột cột tre, cột lưới bây giờ như thế thôi, nhưng mà đến khi vụ xong nó cũng sẽ như này hết. Nó nặng lắm, trông thế thôi. Lá đã nặng rồi. Em ơi, một cân lưới này thì được răng được bao nhiêu? Một cân lưới này à. Hôm em lấy về em đo thì nó là tầm 15 cân, à 15 mét đi. Cân lưới là 15 mét. Nhưng mà một năm cầu kìa, những chỗ kia. Cái lưới này em được lượn năm nay năm thứ 3 rồi mà. À thế à? Ừ. Cầu chỗ kia kìa, phải căng lại à? Vâng, đang làm lại hết mà, tại vì tất cả cái này phải làm lại hết. Có những cột em mới chôn còn chưa răng đâu mà. Đây là tất cả của em hết đây á? Vâng, cái này của em hết mà. Thế làm sao mà đủ lượng làm được? Hả? Sao mà đủ lượng nước đắng làm cho mình lấy nhỉ? Chị ơi, em trồng cái 1.000 một cần thu đã vào hơn 1 tạ tươi. 1.000? Ừ, rồi chỗ này em làm 4.000 cơ. Thế là mỗi lần là 4 tạ? 1 tạ tươi à? Thế là hơn 1 tấn 1 hát à? Thế bao nhiêu lần thì được thu? Bao nhiêu lần thì lại được thu lần 5 hôm 1 lần. Kêu ơi, nhanh giá. Hai lớp dây nó trồng với nhau, quả là bên trên hết. Là thế phải... là làm như này thì nó xuống hả? À? Mình cái này nó chui vào đây. Đây là chị em cứ hái là cứ toàn. Tại sao có những cái lỗ này này, đây này. Đây. Nó trũng xuống này là chui vào đây là hái mà. Ừ. Đấy. Có nghĩa là mình làm lỗ như thế để chui lên thì. Tại vì quả nó ở lớp mặt trên. Ừ. Nó không không treo xuống dưới à? Mà nó lại tròn lên trên à? Nó cũng có treo cả dưới. Cái này nó còn bao nhiêu tuổi? Kia họ đã nào lại đâu đấy. Ngoài cái đây lên cũng là cái lưới này. Đến đây này, hai cái đám này này đang có cột gì đấy. Đây thì được chuyển về kia. Nhưng mà kia thì được một vụ thôi. Thôi. Ừ. Đây nhá. Giữa hố với hố này này. 2 mét. Đấy chưa? Còn hơn đấy. 2 mét. Đâu? 2 mét thôi. 2 mét. Chúng ta là 2 mét đi. Ừ. Cái này với cái này cũng phải 2 mét. Ừ. Đây này, em cứ quay cho nó xem. Đấy, cái này cũng ra này. Cây với cây, hàng với hàng. Cái làm hơn nọ mình là thơi đấy. Hơi dày đúng không? Nọ mình mét rưỡi. Cái kia còn hơn đấy thân ạ. Đây này, cái này tầm 2 mét được. Tầm 2 mét là được. Tầm 2 mét. Đây này, thì cái này còn hơn, còn 3. Trương Bình tầm 2 mét. Đấy, em thấy chưa? Đây là từ hố này, em hố kia này. Cái cột này là in nó leo lên đây. Thế cho nên chị ơi, anh ấy làm thưa này cho nên là anh ấy phải gieo trước, dâm cho nó nảy đều hết rồi anh ấy cho vào đây là mới làm thứ không. Cái này là nó đang lấy hạt rơi tại đây, mọc tại đây, nó cho đây luôn. Vừa rồi nó không đưa đâu. Cái này hạt vừa rồi là nó rụng ở đây. Rụng là mọc lên xong là anh ấy lại dâm sang đúng không? Đặt cây dâm sang cạnh luôn. Đó, chia ra luôn. Trên kia. Tại sao em phải phá đi? Thì vì là chỉ có năm đầu tiên này lên cực tốt. Nhưng mà đến năm thứ hai cái là nó vẫn ở cái gốc này, nó như cây gốc ấy, nó vẫn ra nhưng mà quả xấu lắm. Ừ. Nó nhỏ tại vì gần như là nó hết chất dinh dưỡng rồi. Thế có nghĩa là phải mua cây giống, hạt giống thường xuyên năm nào mua. Hạt giống.
Na Rì cũng sang lấy của em vào hơn 1.000 mà. Ừ. Bên Na Rì cho Sơn Dương ấy, họ cũng mua 3 triệu tiền giống trên mạng, không lên một hạt nào. À. Thế sang tận đây em bứng cho mang về trồng. Bứng cây này á? Ừ. Thế câu ấy, thế câu bảo là câu con nửa cân hạt là từ năm ngoái à? Không, cũng vừa đầu vụ này thôi chứ. À thế gì? Em ươm thử rồi ra mà. À thế gì? Nhưng mà nó chậm. Ra chậm quá. Cái này là bứng luôn tại ruộng này này. Đặt hố luôn. Vâng. Chứ bây giờ đặt ruộng khác, đặt hố khác thì lại hố. Sau đây. Thế này kia một chút. Còn cái nhà dưới này nó cũng mới làm nó khóa hết đi. 1.000 là được bao nhiêu cân em? Được không? 1 tạ một lần. Hơn 1 tạ. 1.000 mét vuông ấy. 1.000 mét vuông. Mỗi lần thu được tạ. Một lần thu ấy, không phải một vụ. Một lần thu được tạ, cách nhau 5 ngày lại thu lần nữa. Ừ. Thì nhiều chứ nhỉ? Thì nhân lên một năng suất của nó thì nhiều chứ. Nhưng mà sợ nhất là ở đây chỉ mỗi cái món bọ xít thôi. Đen chưa chưa tìm cách gì thì được. Rồi vàng dễ thôi, rồi vàng theo cái bẫy rồi. Theo bẫy bả. Đấy em đóng kín hết bao bì mà. Đâu chứ để được cơ. Qua năm nay mình làm mới làm ít đi. Thấy khô có để được thời gian lâu không ý? Không phải lưới mà là dùng thế kia, đi lại cực khó mà lúc ngó lên tức là như thế này thì được, nhưng mà cao một tí nữa là không thể hái được. Chị bảo là 1.000 mét vuông mấy cân. Đây là làm tre đây, cột tre. Cột tre này cũng được đấy chắc đấy. Cột tre được, em có đóng đâu đấy, cột to đấy. Cột tre xong lưới nó dễ hơn nhiều đúng không? Làm dàn kia phải trẻ chiếc lưới. Dây cũ này này. Quả kém lắm. Cột tre này cũng chắc mà. Trẻ thế. Ít quả. Cái dây cũ đấy là vẫn là mướp nai đấy chị em. Đấy là mướp đấy. Đó đấy. Cái này nó để lưu gốc được mà. Đây dàn của nó cũng chắc đây cấu. Chắc lắm, đây làm thép này, thép buộc. Cái này cũng là lưới mua cho đây. Nhưng mà cái cột đấy, này đến bộ này không gãy không làm người. Tức là cái này chỉ được 1 năm. Được 1 năm thôi. Thôi. Nếu mà đổ bê tông thì mới được lâu. Đổ. Cái này bỏ đi rồi thì chị lấy cho. Bẫy vàng à? Bẫy rửa vàng. Họ lấy từ bóng bên trong bên trong. Sau em. Thế này kia một chút. Còn cái nhà dưới này nó cũng mới làm nó khóa hết đi. 1.000 là được bao nhiêu cân em? Được không? 1 tạ một lần. Hơn 1 tạ. 1.000 mét vuông ấy. 1.000 mét vuông. Mỗi lần thu được tạ. Một lần thu ấy, không phải một vụ. Một lần thu được tạ, cách nhau 5 ngày lại thu lần nữa. Nhiều chứ nhỉ? Thì nhân lên một năng suất của nó thì nhiều chứ. Nhưng mà sợ nhất là ở đây chỉ mỗi cái món bọ xít thôi. Bọ xít đen chưa chưa tìm cách gì thì được. Rồi vàng dễ thôi, rồi vàng theo cái bẫy rồi. Theo bẫy bả. Nếu mà muốn hái thì là không được phun. Tại vì em đi test sản phẩm nó là nó là đạt yêu cầu rồi, nên là nếu mà hay là chuyển cái thuốc sâu sang cái này. Ừ. Chuyển sang cái bẫy đi. Em cũng nghĩ thế. Mua bẫy cho nó. Thế bây giờ thuốc sâu rồi nếu test sản phẩm đấy có hóa chất thì nó lại mua bẫy cho nó. Ừ thì em mới có dám phun đâu. Lúc nào thế nhưng mà bỏ xít đen phải phun đấy. Bọ xít đen kia khi em phun thì cách đi mất 15 ngày, mất mẹ 3 lứa hái rồi. Đúng rồi. Cứ 5 ngày lại một lứa hái, 5 ngày một lứa. Mình cứ bày bẫy xong rồi trong quá trình mình theo dõi, nếu mà nó bị cái gì thì mình hướng dẫn người ta mua. Vợ em đếm sẵn rồi, tí chị hỏi. Tại vì em không được đếm đây. Ươm nó lên đây. À ươm vào đây à? Vâng, đây ươm thử xem nó lên hay không ấy. Em ngâm xong rồi em cho vào. Không cần ngâm, cứ thế là cho thẳng vào cát này luôn. À thế à. Tí nữa chị cứ vào hỏi quy trình hỏi. Đây là em làm đỏ đây thì mới đang khung lại hết đây. Tức là phải làm lại hết. Kia là cái bầu.